Khổ quá, cam biết gao gắn lên những số hoài cũng được. Có ai mà khổ với tôi mỗi lần mà live stream một cái là phải chuẩn bị đồ ngày mất gần hết cả mấy phút bực bội. Bên à, có phải một thằng mà hả dắt nhiều súng đạn về Việt Nam phải không anh Dương Vy? Đang làm ở đây cái thằng đang một cái thằng ngu là hả dắt nguyên cái gì súng đạn với lại là hả bom gì về về Việt Nam để mà khủng bố nè. Mà phải nói thật, có mấy cái thằng mà hả thuộc mấy cái tổ chức mà hả lưu vong chống cộng ở hải ngoại á, không biết là tụi nó có não hay không, và chúng nó nghĩ rằng chúng nó có thể là đem một lượng lớn vũ khí súng đạn có thể là qua mặt được là hả an ninh của sân bay nhé. Thì cái buổi livestream lúc nãy tại vì có cái tật xấu nội có lâu quá không có treo cờ nên nó hả treo cả cái nó tầm lum tầm la chứ nên phải chỉnh sửa đấy. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là quên luôn chỉnh cái status lại cho nên mọi người thông cảm nha. Thì các ngày vừa qua thì chúng ta thấy trên mạng Facebook á, hiện nay á, các đối tượng là cực đoan, cực ngu chứ không phải là cực đoan, là thuộc các tổ chức và các cá nhân là hả thù địch với lại là quê hương đất nước của chúng ta, chúng nó ra lời kêu gọi là hả tổng biểu tình vào các ngày là hả từ 2 tháng 9 cho đến ngày là 4 tháng 9 là kêu gọi người dân ở Việt Nam là xuống đường biểu tình. Mà biểu tình những cái thứ đâu đâu chẳng đâu ra đâu và nó cũng chẳng có cái nội dung gì cụ thể cả. Và cái lời kêu gọi tổng biểu tình vào các ngày 2 tháng 9 và 4 tháng 9 đó xuất phát từ một số là hả cái FB của là các công dân là hả Hoa Kỳ nhưng gốc Việt, trong đó đặc biệt nhất là Tân, có cái nick Facebook tên là Tân Thái. Thì cái tên điên khùng này thời gian qua là hả thường xuyên có những là hả hành vi là livestream trên mạng Facebook để tuyên truyền cái là hả cái xu hướng kích động là cực đoan khủng bố, nhưng mà cái nick Facebook này cho đến bây giờ thì nó vẫn chưa sập. Xem ra thì á, nếu như những cái điều đó mà nó xuất hiện ở Việt Nam thì chắc có lẽ cái Facebook đó đã sập lâu rồi. Nhưng lần này nó lại xuất phát từ Mỹ, cho nên nó cái nét Facebook tuyên truyền cho các cái là luận điệu cực đoan, biểu tình bạo loạn và khủng bố này nó vẫn giỡn nhớ mà không có gì, mà không có bất kỳ một cái gì là xử lý nó cả. Mà điều đó nó lại ngược đời, nhất là ở trên chính cái Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nơi mà đang rao giảng những cái vấn đề là tự do dân chủ cho người Việt Nam. Ở Hoa Kỳ á, chỉ cần mà công dân Hoa Kỳ á mà sử dụng mạng Facebook mà có những cái tư tưởng cực đoan giống như cái thằng Facebooker có cái nickname là Tân Thái thôi, thì đảm bảo với các vị thì cái người đó sẽ được ra bệnh con lợn để mà nghỉ mát ở ngoài đó. Nhưng mà tại vì á cái tên mà hả Hoa Kỳ nhưng mà gốc Việt là hả Facebooker Tân Thái này á, nó là hả người Mỹ,
nhân gốc Việt, và nó không có chống nước Mỹ mà nó đang chống cái gì, nó đang chống nước Việt Nam của chúng ta, cho nên là bố Mỹ của chúng nó phải để yên để cho nó chống chứ. Và qua đây chúng ta cũng có thể thấy được rằng ở cái xứ mà hả, những tên mắt xanh mũi lõ luôn dỗ ngực tự xưng và đòi ban phát dân chủ là nhân quyền cho những cái nước khác, và chúng nó thường xuyên là chỏ cái mõm chó vào đất nước Việt Nam của chúng ta để tỏ ra là quan ngại với dân chủ nhân quyền ở tại Việt Nam. Nhưng một số các công dân là người Mỹ của chúng thường xuyên live stream tuyên truyền các luận điệu tư tưởng cực đoan khủng bố, nhưng giới chức trách và nhà cầm quyền Mỹ làm lơ để cho chúng làm những việc đó. Tại vì sao? Tại vì những cái này chúng đi khủng bố ở đất nước khác, chứ chúng nó không phải là khủng bố nước Mỹ. Cho nên nước Mỹ làm ngơ, không cần phải xử lý làm cái gì. Qua cái vụ việc là chúng mấy ngày gần đây là luôn tuyên truyền kích động là biểu tình bạo loạn vào các ngày là 2 tháng 9 cho đến 4 tháng 9, với những cái điều, những cái lý do phải nói là hết sức ngô nghê và nó vu vơ và chẳng ra cái giống ôn gì cả. Ban đầu thì kêu là tổng biểu tình vào ngày 2 tháng 9, nhưng sau đó lại đổi qua là 4 tháng 9 với những cái luận điệu và cái lý do phải nói nó mập mờ, thật là không hiểu nổi. Thì qua đây tôi cũng có đôi lời nhắn gửi đến một số những cái công dân là người Việt Nam đang sinh sống ở trên chính đất nước Việt Nam này mà có cái tư tưởng muốn chống đối chính quyền, thích nhận lợi lộc của những kẻ gì, của những tên lưu vong á, thì trước tiên hãy cẩn thận nhé. Tù thì các người sẽ chịu, nhưng tiền và công á thì cái đám lưu vong kia chúng nó hưởng, còn các người sẽ hưởng những cuốn lịch. Cho nên trước khi nhận tiền của những thứ bá dơ ở gì ở hải ngoại đó thì nên suy nghĩ cho cái bản thân và cái gia đình của các người. Còn nếu như các người có cái đầu mà không biết suy nghĩ á, đừng lo, nhà nước sẽ nuôi cho các người. Các người khỏi cần phải suy nghĩ lao động làm gì cho nó mệt, để nhà nước nuôi các người, để cho các người biết. Thì thông tin muốn gửi đến mọi người ngày hôm nay đó chính là cái việc là bắt giữ một thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân là mang nhiều súng đạn nhằm khủng bố và phá hoại dịp lễ 2 tháng 9. Theo thông tin từ góc nhìn người Đà Lạt mới nhận vào tối 28 và rạng sáng ngày 29 tháng 8 năm 2018, với sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ Lê Quốc Bình, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là đối tượng tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân từ Campuchia vượt biên về nước, mang theo nhiều vũ khí nhằm hoạt động khủng bố, phá hoại trong dịp lễ là Quốc Khánh 2 tháng 9. Khám xét người và nơi ở của Lê Quốc Bình, Công an tỉnh Bình Định thu giữ 2 súng quân dụng, 7 súng hơi và hơn 500 viên đạn các loại, một xe mô tô phân khối lớn nhãn hiệu là Honda, dung tích là 300cc, còn nhiều tài liệu có nội dung là chống phá nhà nước Việt Nam. Tại cơ quan công an, Lê Quốc Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật. Xin được chúc mừng và cảm ơn lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn hành vi khủng bố vô cùng nguy hiểm này, đảm bảo an toàn cho dân vui Tết độc lập. Thì theo thông tin từ cơ quan chức năng, tổ chức Việt Tân có tên đầy đủ là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, có trụ sở chính đặt tại Mỹ, văn phòng 2 tại Bangkok, Thái Lan. Cầm đầu tổ chức khủng bố này là hai đối tượng mang quốc tịch Mỹ gồm Đỗ Hoàng Điềm, sinh năm 1963, và Lý Thái Hùng, sinh năm 1953. Sau khi thành lập, Việt Tân đã tổ chức tuyển mộ, huấn luyện cho thành viên cách thức sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, bắt cóc, thủ tiêu con tin, và tiến hành các chiến dịch đưa các toán vũ trang từ Thái Lan xâm nhập qua Lào và Campuchia về Việt Nam để lập mật cứ. Mục đích của nhóm này là tổ chức hoạt động bạo loạn khủng bố, nhưng đã bị các cơ quan chức năng của Việt Nam, Lào ngăn chặn và vô hiệu hóa. Năm 2016,
căn cứ pháp luật của Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an đã ra thông báo tổ chức khủng bố Việt Tân đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức, hoạt động theo sự chỉ đạo của tổ chức này sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thì xin nói thêm, tổ chức khủng bố Việt Tân ra đời là tại Mỹ và đã từng tổ chức là các hoạt động là vũ trang là chống lại là nhà nước Việt Nam của chúng ta. Trong đó, thủ lĩnh đầu tiên của tổ chức này Việt Tân này đó chính là Hoàng Cơ Minh. Khi y chưa kịp đặt chân đến là biên giới Việt Nam ở tại Lào và Campuchia thôi thì đã bị là liên quân là Lào Việt là tiêu diệt. Thủ lãnh thì Hoàng Cơ Minh bỏ xác tại Lào. Và sau khi tổ chức này và thủ lãnh bị tiêu diệt thì các toán là của tàn dư của cái đám là khủng bố Việt Tân này vẫn tiếp tục tập hợp lại và tổ chức thêm một số là cái chiến dịch gọi là Đông Tiến 1-2-3. Nhưng tất tần tật những cái cuộc Đông Tiến này của chúng á đều đó là đi đến một cái nơi là đích cuối cùng, đó chính là gì? Đó chính là nhà giam của là Bộ Công an. Và sau những lần thất bại cay đắng, thủ lãnh thì phải bỏ xác Việt Tân đã chuyển hướng là không còn là dám đưa người về Việt Nam, mà thay vào đó chúng nó lập những cái toán nhóm mà cứ ở bên là các nước như là tại Thái Lan, sau đó tiễn mọi người. Và sau đó chúng là tổ chức là lừa đảo tiền của là bà con Việt kiều ở hải ngoại nhằm mục đích là gì? Gây dựng phong trào vân vân. Nhưng mà chắc có lẽ là thấm những lần là bị Bộ Công an Việt Nam là thợp cổ là khi chưa kịp đặt chân đến biên giới, cho nên á chúng nó đã sợ. Và chúng nó hiện nay đã chuyển hướng mục đích là chúng sử dụng những người ở trong nước qua cái việc là chúng bỏ tiền ra mua chuộc, xúi dục. Thời gian qua, các vụ biểu tình bạo loạn ở một số nơi trong đó là nước Việt Nam của chúng ta đều có sự là bàn tay đạo diễn của tổ chức khủng bố Việt Tân này. Và như qua cái việc là Bộ Công an mới đây là Công an hai tỉnh là Bình Định và Phú Yên là tóm cổ thêm một cái đối tượng thuộc cái tổ chức khủng bố này, mang theo nhiều súng đạn và thuốc nổ về là âm mưu hoạt động khủng bố tại Việt Nam, thì chúng ta có thể thấy được rằng những cái thế lực là phản quốc lưu vong ở hải ngoại, chúng không từ bất kỳ một cái thủ đoạn nào nhằm mục đích là gì? Là tiến tới hoạt động khủng bố để tạo ra là gì? Bạo loạn. Và qua đó chúng sẽ xúi và nhờ các thế lực là phương Tây can thiệp vào là đất nước của chúng ta, biến cái đất nước của chúng ta giống như Ukraine, Syria thì gắt. Như vậy thì chúng nó mới hạ lòng và chúng nó bảo rằng đó chính là ánh sáng thiên đường dân chủ tự do của gì? Của là đế quốc Mỹ đem đến cho người dân của chúng ta. Bà con nhân dân hãy cần nêu cao tinh thần là đề cao cảnh giác trước những cái âm mưu là thủ đoạn của các thế lực là phản động ở nước ngoài này. Nếu như phát hiện những cái đối tượng khả nghi thì chúng ta cần cấp báo ngay cho là cơ quan công an nơi gần nhất, công an xã, phường, thị trấn. Mỗi một người dân của chúng ta nếu nêu cao được tinh thần là đề cao cảnh giác thì chúng ta sẽ làm thất bại mọi là âm mưu và cái thủ đoạn bẩn thỉu của bọn chúng. Và qua việc này chúng ta có thể thấy được rằng ngoài việc ở bên ngoài thì chúng kích động, còn ở trong nước thì chúng là tiếp tục tài trợ và dung dưỡng cho những cái đối tượng là dân chủ cội, những tên là lưu manh cơ hội, là những tên bất mãn chế độ nhằm mục đích là rây loạn, để từ đó chúng dễ dàng thực hiện là cuộc cách mạng màu, cách mạng hoa nhài, giống như ở tại Ukraine là cái ví dụ rõ ràng minh chứng cho cái gọi là cách mạng đường phố và cách mạng hoa nhài đi. Mở đầu là các cuộc biểu tình, rồi sau đó chúng cho người trà trộn giả làm lực lượng công an, sau đó là sao?
sau đó là bắn chết người biểu tình. Và sau đó là sao nữa? Sau đó là chúng nó lập tức là đổ thừa cho là chính quyền đàn áp người dân, bắn giết là người biểu tình ôn hòa vân vân. Sau đó là chúng xúi dục người dân biểu tình bạo loạn. Cùng với đó là chúng nhờ các thế lực là phương Tây, Mỹ can thiệp và biến đất nước của chúng ta trở thành một đống hổ lớn, giống như là mấy nước mà đang được hưởng cái thành quả là dân chủ tự do từ cái mùa xuân Ả Rập mà chúng bảo rằng là độc tài cần phải đánh đổ đấy, như là Syria nè. Bây giờ người dân ở đất nước đó đó chìm trong là loạn lạc, chiến tranh, bom rơi, đạn nổ, đang ngồi nói chuyện không biết lúc nào mà bom rơi lên đầu chết không hay. Nhân dân của chúng ta đã từng gì, đã từng phải trải qua biết bao nhiêu là cuộc chiến tranh, đánh biết bao nhiêu là thế lực là ngoại xâm, để ngày hôm nay đất nước của chúng ta mới có được cái nền hòa bình này, đất nước của chúng ta mới im tiếng súng được đến nay chưa tròn 20 năm. Nhưng các thế lực thù địch phản quốc, những tên lưu manh cơ hội chính trị và những kẻ bất mãn chế độ, chúng vẫn luôn ngấm ngầm ngày đêm chống phá điên cuồng và hòng phục dựng lại cái thứ vẻ gắt lưu vong ăn tàn phá hại mà ngay chính cả bố của chúng nó cũng phải bức chúng nó và chửi chúng nó chỉ là những cái thứ ăn bám phá hoại, chẳng làm nên được cái trò chống tích sự gì. Nhân dân Việt Nam của chúng ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, và người Việt Nam của chúng ta không có cái truyền thống là đi làm tay sai nô lệ cho ngoại bang. Những kẻ có cái tư tưởng làm nô lệ tay sai cho ngoại bang, chúng sẽ không có chốn dung thân và phải sống chui rút giống như những loài súc sinh và hạ đẳng nhất. Nhân dân Việt Nam sẽ không chấp nhận cho những cái kẻ nào mà phá hoại cái nền là hòa bình của dân tộc đã được đánh đổi bằng biết bao nhiêu máu xương của các thế hệ là cha ông. Nhân dân Việt Nam và thế hệ trẻ ngày hôm nay quyết tâm giữ gìn cái nền độc lập của dân tộc, sẵn sàng đập tan tất cả những cái âm mưu phản quốc của những thế lực thù địch ở hải ngoại cũng như những tên lưu manh cơ hội chính trị ở tại là trong nước này. Qua cái việc là chúng kêu gọi kích động biểu tình vào các ngày 2 tháng 9 cho đến ngày 4 tháng 9 với những lý do hết sức là mơ hồ và ngu ngơ, nào là dự thảo gì biểu tình chống đặc khu, chống lực an ninh mạng gì gì đó, vân vân và vân vân. Thì đến đây tôi xin kết thúc live stream này, và cũng muốn nhắn gửi thêm đến là mấy cái tên mà có cái tư tưởng là bất mãn và muốn lật đổ chế độ này một câu như thế này, vẫn là câu cũ: nếu như cái chế độ này đúng không mà nó dễ lật như vậy á, thì xin thưa với tụi mày á, đúng không, cái thằng Trung Quốc á, như là thằng Mỹ á, nó lật lâu rồi, nó chiếm lâu rồi, hiểu chưa? Chứ không phải là đến cái đám láo nhà láo nháo ức ơ giống mày á, sống thì sống lưu vong, ăn thì ăn bám ở bên cái xứ ở Cali gì bên Mỹ bên đó, mà ngay cả bố chúng mày xem chúng mày còn thua cái súc sinh kìa. Kết thúc.